ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, cùng với hai thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội An, tỉnh Quảng Nam, Đà Lạt, Lâm Đồng vừa được nhận giải thưởng danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN năm 2018 do Tổng cục Du lịch trao tặng. Để đạt được danh hiệu này, các đơn vị tham gia công nhận danh hiệu phải đáp ứng được 7 tiêu chí quy định về quản lý môi trường chung, đường phố sạch sẽ, vệ sinh, quản lý xử lý tốt chất thải, nước thải, chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh đường phố, nhiều không gian xanh, có các điều kiện tốt đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh đô thị đối với du khách, hạ tầng và các phương tiện phục vụ du lịch phù hợp và đạt chuẩn. Với danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN sẽ là điều kiện quan trọng để Đà Lạt tiếp tục xây dựng thương hiệu du lịch Đà Lạt thân thiện, hấp dẫn, thành phố xanh, thành phố ngàn hoa đến với du khách trong và ngoài nước. Từ đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh cũng như đưa du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng phát triển bền vững.